cả nhà. Đây đây là dư âm của ngày 27 đêm 27 tháng 3 tại phòng trà Bình Giao, một cái mini show mừng sinh nhật của Tư. Thật sự ra là cái năm nay một cái sinh nhật nó quá có quá nhiều sự bất ngờ, sự yêu thương dành cho Lê trong cái đêm đó. Thật sự là cứ hết bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, cái thì mình không thể nào tưởng tượng được hết. Và cái tình cảm của khán giả, đặc biệt là những cái fan của mình dành cho mình, cảm thấy rất là ấm lòng. Và có cả những người như là đúng là mọi người cứ giấu đi, có những cái sự xuất hiện rất là đặc biệt. Đầu là cô Phi Điểu ở đâu mà xuất hiện sau lưng giúp mình luôn á, hoàn toàn là không biết. Sau đó tới Úc Tuyết là cái sự mình bỏ hòa, cái sự như là không biết nói sao nữa. Rồi có những nhà thiết kế đến Trần, rồi có cả em mấy thức giang bi, rồi đặc biệt là có cái khán giả là có mommy nữa, gái, rồi rất rất là nhiều. Và ngay cả những cái bạn thân lâu năm mà ở rất xa, như là lâu lắm rồi, như là do công việc của mẹ không có đi, bữa nay cũng thấy tất cả đều có mặt hết. Thực sự là một cái sinh nhật có lẽ là chắc là sẽ nhớ mãi. Và đêm đó lại còn trình diễn những cái bài hát để nói là đã rất là lắm xưa cũ rồi. Trong đó đặc biệt có một bài hát mà tôi cảm thấy rất là bồi hồi, đó là một cái bài hát song ca của tôi với lại anh chàng người mới, chàng người mới là cố ca sĩ Long Long, và anh cố bên em cũng chọn cho mình trong ngày của Long mất. Bài hát bài đó là sự nhớ Long rất là nhiều cái. Nói chung là ngày hôm đó rất là nhiều cảm xúc và rất là vui. Đây hoa quá trời và cả những quà này kia nữa, rồi dễ thương lắm, còn có cả những phần bưởi từ Bến Tre, rồi những hạt mắc ca từ cái cu ạ ở Ba Mươi Thuộc, rồi tất cả đây nè. Rồi bên trên nó tặng từ cả những cái này nữa nè. Để làm cái gì ấy, tôi làm vườn à, mà có một cái món quà rất là đặc biệt ở đây nè. Bên đây là của chim bolero là tặng cho tôi sẽ bật mí cho tất cả nhà biết sao một cái món quà rất là đặc biệt, thực sự rất là đặc biệt. Có cả một cái món quà của con gái mà bí mật làm từ nhiều bây giờ, chỉ là cái bảng dơ chỉ cẩm ly thôi, và mà có để cái hoa ly ù, vẽ cái hoa ly ù, con gái thì gấp quá làm rất là tỉ mỉ luôn. Nói chung là cảm ơn, thấy rất là vui và cảm ơn rất là nhiều. Đây là dư âm đó, và lai rai tới hôm nay vẫn còn nhận hai cái bánh kem nữa và nhiều món quà nữa. Rất là vui, rất là hạnh phúc. Tại thường thường Liên không có làm sinh nhật cho mình, bản thân mình từ nhỏ tới lớn không bao giờ làm á, đa số là do hay tổ chức làm, đặc biệt là năm nào cũng vừa là cái kỷ niệm buổi họp mặt, vừa là chịu thân mình, cho nên là lúc nào cũng có đêm nhạc vào cái dịp sinh nhật 30 tháng 3 của mình. Thật sự là cái đêm nhạc đó không phải ngày sinh nhật, mà ngày sinh nhật thì lại đúng ngay ngày thứ ba. Và nếu mà là thứ ba thì sẽ rất là khó có các bạn có thể mà sắp xếp công việc để có thể đi được, có những bạn từng hành động đi vào được, tội nghiệp vô cùng luôn á. Cảm thấy vui và mừng nữa thì đi rất là cảm ơn tất cả những khán giả đi yêu mến đi trong gần ấy năm. Rồi. Đặc biệt hôm đó có một niềm vui nữa, đó là cái kênh YouTube của mình vừa đạt được nút bạc. Đó là cái kênh YouTube mình sinh sau để mình mới làm đây thôi, nhưng mà được quý vị khán giả thương yêu ủng hộ, cũng như là những cái sản phẩm mới mà cũng đi làm ra trong thời gian gần đây, cho nên là đạt được nút bạc. Và nếu như mọi người yêu thương Cẩm Ly, ủng hộ Cẩm Ly thì nhớ like, share và đăng ký kênh Cẩm Ly Official. Đó là kênh YouTube duy nhất và chính thức của Cẩm Ly, thì nói vậy chỉ có một kênh này thôi nha quý vị. Đó quý vị, nếu mà yêu thương Cẩm Ly thì nhớ share cho mọi người nhiều nha. Sẽ có những sản phẩm âm nhạc mới, là cũng như là những cái vlog nhỏ về trồng cây hoặc là du lịch, những cái món ẩm thực Cẩm Ly sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị. Nhưng mà phải xin tí xíu chứ đi làm biến làm quá, rất là làm biến luôn. Và rất là vui nữa là những sản phẩm mới của Cẩm Ly đều được mọi người ủng hộ. Chẳng hạn như mới hôm qua thì lại nhận thêm một tin vui nữa,
cái bài nhạc trẻ mới mà mấy năm rồi, khoảng 4-5 năm rồi đi mới thôi, là cái khúc này đến với cô là cái dòng nhạc trẻ này, Ngày Người Có Tình Yêu này đạt được 1 triệu view luôn. Anh nói cho mình trong tháng 3 này có nhiều tin vui lắm, thích nhau lắm, nên là hy vọng rằng sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới này cũng như trong những chặng đường sắp tới. Mà để được như vậy thì hãy là được khán giả yêu thương và yêu mến để ủng hộ Tấm Ly nhé. Chúng ta sẽ có những bất ngờ nhỏ nhỏ tiếp theo nữa, sẽ sắp sửa có những cái sản phẩm mới nữa sẽ ra mắt cùng quý vị. Có hai bản message đó là Mưa Những Đêm Chiều Cuối Tuần và Thương Nhớ Người Dân và Làm Sao Biết. Nói chung là có rất, bữa giờ đã có rất nhiều sản phẩm rồi, hy vọng tất cả mọi người sẽ yêu mến những sản phẩm này nha. Hai chào cả nhà, hôm bữa là dư âm của ngày 27 ha, hôm nay thì là dư âm của ngày 30 nè, đó hôm nay có thêm những cái lẵng hoa rất là dễ thương, ngày 30 nhận được rất là nhiều những món quà nữa, và hôm bữa hứa với cả nhà là sẽ khui quà, nhưng mà thật ra là giờ nhiều quá cũng không biết khui gì nữa, hay là mình coi một số cái ha, mình coi một số cái chơi ra coi rồi đây không, có một món quà rất là đặc biệt, để coi thử coi ha. Đây là của một người rất là tỉ mỉ kỳ công làm cho chị Tư. Đây là có bảy cái mà theo như người đó nói rằng là mỗi ngày chị Tư sẽ đeo một cái đó, 7 cái, không biết ý nghĩa như thế nào, nhưng mà là tiền của người ấy và công của người ấy bỏ ra tự làm, tự nghiên cứu làm rất là tỉ mỉ, mà từ xưa giờ người ấy không có bao giờ mà thấy mấy cái thủ công này, là chưa bao giờ thấy luôn, chưa bao giờ, mà bây giờ người ấy làm là 7 cái, nói là mỗi ngày sẽ đeo một cái đó, nó rất là kỹ, mà còn nói rằng tiền của mình chứ không có xin ai hết, cho nó có thật là ý nghĩa, tiền để dành, tiền gọi là gì ta, mừng ăn buôn bán đó. Còn như cả nhà cũng biết cái này là của ai nè, phải không ạ? Này là cái tác phẩm này là của hôm bữa là trên phòng trà có khoe rồi. Đây là tác phẩm này của Bella. Bella cũng rất là kỳ công làm cái này cho mẹ, xong rồi còn vẽ bông hoa ly ù mà vàng ù cho mẹ nữa nè. Đó, đây là cái này kỳ công của Bella nè đó. Còn gì nữa ta? Trước mặt mình là gì ta? Không biết của ai, tự chẳng nhớ nữa nha. Trời ơi, xinh quá cả nhà ơi, mà không biết sao lấy đây nữa. Chết rồi, làm sao mà lấy nhỉ? Nói chung là đây, thì ra là sen đá. Cái gì đây? Trời ơi, thiệt là kỳ công luôn đây nè. Đó, heo ơi, cái gì vậy nè? Dễ thương thiệt. Nói chung là có những cái món quà thường thường á, là chị Tư hay nhận được những cái món quà đa số là tự tay làm. Đây, có cái món quà này nữa nè. Đây, nhìn không biết cái gì hết á. Mới đầu á, đem tới nhà mọi người nói này là giống trứng gà, mà đâu phải đâu. Thật sự ra thì ở đây nó không phải là trứng gà, nó là cái gì mà nó rất là dễ thương. Tại vì thấy có cái rơm, giống như rơm, nhưng thật sự là không phải rơm nha cả nhà, mà nó là cái nó làm cái giấy. Cái này là gì? Trời ơi, nó giống như cái này là mình chế trà mình uống nè cả nhà. Thơm nhưng mà thấy đường phèn, nhưng mà hình như là có mùi mật ong luôn cả nhà ơi. Dễ thương quá à, nhỏ nhỏ xinh xinh. Bức ảnh của bạn nào là tranh ghép bằng cái này gọi là ghép gì ta? Tranh ghép bằng mấy cái gì á? Tranh xếp ghép với lại một bài thơ nữa. Bài thơ gửi người thương. Đó gì nữa? Đây. Tẩm bổ nhan sắc của bà Trùm Hoa Hồng. Đây là trái cây nha, ăn để cho nó tươi trẻ. Đây, đây cũng là một cái kỳ công, một cái tác phẩm nè. Đó, làm rất là kỳ công, rất là tỉ mỉ. Trời ơi, đây nữa nè cả nhà. Nè, cho làm giường nữa nè, thấy chưa? Cái hạt giống nè, đó. Cái gì nữa ta? Này gì? Nhiều quá giờ biết lấy gì đây nè. Đây nè, tẩm bổ cho Tư quá trời luôn nè. Đây, tôi rất là thích uống cái này. Cái này là hồi lúc tôi lên trên mạng, tôi thấy cái này là trà hoa cúc đường phèn. Biết sao không? Tại vì mình thấy uống đường phèn nó cũng không có hại, nó tốt cho cái giọng. Với lại nó tiện cái là nó cứ có một viên vậy nè cả nhà.
nó có viên viên gì nè, cái mình đi xa đó, cái gì mình bỏ vô cái ly, cái mình uống á, mình đi đi xô rồi đó, mình uống á, mình khỏi cần mất công pha trà, nó mệt nữa đó. Qua qua cúc đường phèn ha. Ở kia lại gì vậy ta? Đây, ở đây có thêm, ở đây có thêm cái thùng bưởi nữa nè. Đây bưởi bánh tre nha cả nhà, đây là bưởi bánh tre, chúng ta sẽ ăn bưởi bánh tre cho nó thanh giọng mát giọng nha. Đó, ở đây thì chúng ta có có hạt mắc ca nữa nè. Đâu rồi hạt mắc ca nữa nha cả nhà. Đây hạt mắc ca này á, thật ra là chú ăn nhiều hơn đó. Đây hạt mắc ca nữa nè. Đó, nói chung là quà rất là nhiều, rất là cảm ơn cả nhà, rất là yêu thương. Còn mấy cái này là gì Tư không thể nào mà coi hết được hết. Cái này gì vậy nè, trời ơi, thấy cưng quá vậy nè, trời ơi, trời ơi, cái vỏ, trời ơi, cái vỏ này mang được đó. Ờ, cái vỏ thì cưng quá vậy nè. Ủa sao nó giống cái vẻ như là giống như Nhật đó hả? Giống giống kiểu vậy hả? Hả? Thấy cưng quá vậy nè. Trời ơi thấy thương quá. Cái gì nhỏ 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 là phái à. Mọi người đã ủng hộ Tư rồi, đã đến xem rồi, tặng hoa rồi còn quà nữa. Ủa cái này là cái gì Tư không biết luôn. Hai cái này nè. Cái gì vậy ta? Tháo ra luôn hả? À, chết rồi, đổ hết rồi cả nhà ơi. Chết rồi. Đây là đồ làm đẹp cả nhà ơi. Đây là đồ làm đẹp. Đồ làm đẹp, trời đất ơi. Tập cho Tư xí soạn rồi sao mà có cái kiến nữa vậy? Nó kiến mở sao ta? Hồi bể cái kiến quá. Đây, trời ơi thiệt tình đó, đổ hết rồi cả nhà ơi. Trời đất ơi có cái đầm cái gì nè. Trời cái đầm. Bậy bạ. Có cái đầm màu đỏ nữa, trời ơi. Tôi chưa thử, nếu mấy cái này là tôi chưa thử cả nhà ơi, chưa thử được. Cái này gì không biết ha. Chúng ta sẽ khui. Còn nữa gì đây? Trời ơi. Trời ơi, cái này hình này giống hình vẽ quá vậy, hình in vậy trời. Hình vẽ quá, cái này chắc hình vẽ quá ha. Đây nè, đây nè, đây coi cho nó dễ. Trời cái gối. Bốn người, happy birthday cô giáo tháng 3. Trời đất ơi coi nè. Cái này là hình như trong một cái ngày sinh nhật ở chương trình chương trình quay hình game show nè. Ở cái này vẽ không ta, cái này giống vẽ quá ta. In nhưng mà cái mặt đâu có giống lắm đâu. Giống vẽ lại á hay sao á. Trời đất ơi coi con Kha nó thảy từ trái dưa hấu, trái dưa hấu, trái dưa hấu. Trái dưa leo. Trái dưa leo. Cái này là gì đây? Cái gì vậy trời? Cái gì nữa này đi Nhật nè. Cái này là đi Nhật nè. Cái này là đi Nhật nè. Cái này là hình như trên Đà Lạt nè. Trên Đà Lạt nè. Cái này là mật ong cả nhà ơi. Mật ong với là kẹo mật ong. Mật ong và kẹo mật ong. Trời ơi, Tư già đầu rồi mà còn bé gì đây. Trời, có bé bu nữa nè, thấy chưa. Là bé gì bên đây nữa nè. Bé bà kho. Bé này bé gì? Pokemon với bé à ha. Cái này chắc nghi là bé la bé thỏ lấy xài quá chứ không có mẹ ly tới. Cái này á là hôm bữa nếu mà ai đi coi ở phòng trà Đồng Giao ngày 27 á thì sẽ biết đây là của team Bolero. Tặng một món hàng độc lạ, nhưng mà Tư nói là Tư sẽ có một cái clip để cho mọi người thưởng lãm cái này rõ ràng hơn. Bữa nào mình khui quà sao không mấy nữa rồi còn gì nữa. À đây là hàng của người nào Tư không biết nữa. Là nhìn thì mọi người thấy giống y như là in ra chứ cái này là đố một đố cả nhà là cái này in hay là vẽ. Có người nói vẽ mà Tư là nói in đó. Tư nói in chắc chắn luôn á, in trắng đen đàng hoàng ra luôn nè, không tin nổi nè đó. Chúng ta khui hàng nè, không biết khui sao hết trơn á. Đây nó ngược nữa rồi nè, đó đen đen đen. Đồng hồ mấy giờ vậy trời? 4:30 nè. Trời nó đẹp dễ. Nói chung là tứa xài dầu thơm nhưng mà cái mẫu này nó quá đẹp luôn, dễ thương cực kỳ đấy. Đây là món quà của một người. Cái đây là cũng ly nè. Đó. Tất cả chúng ta là đã khui quà rồi. Và món quà đến ngay dịp rất là đặc biệt luôn. Đó là tèn 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 tèn. Nút bạc của YouTube đến đúng ngay vào buổi vào ngày 30 luôn cả nhà ơi. Và bây giờ chúng ta muốn đọc họp luôn ở đây hay là để lần khác?
Tôi ý kiến của mọi người là đập hộp luôn hay để lần khác? Hả? Đập hộp kênh YouTube món quà vào ngày 30 tháng 3. Bye. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.